Mới đây ngày 6 tháng 6 năm 2024, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, Đà Lạt cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ tử vong do bị khối bê tông sập đè. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 20 giờ ngày 5 tháng 6 tại quán cà phê tiệm nhà bẹp. Chị NTT, 39 tuổi, trú xã Hòa Thắng cùng hai con nhỏ đến quán uống nước. Trong khi chị Tiên ngồi dưới hiên quán, hai con chơi ngoài sân. Bất ngờ, tấm bê tông lớn từ trên cao đổ sập xuống, đè lên chị Ti. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, chị Ti đã không qua khỏi. Một lãnh đạo xã Hòa Thắng cho biết, tấm bê tông có độ cao khoảng 2m so với mặt đất. Thời điểm xảy ra vụ việc, có khách ngồi phía trên tấm bê tông và cũng bị ngã xuống nhưng may mắn không bị thương. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân. Theo ghi nhận, quán tiệm nhà bẹp được xây dựng chủ yếu bằng gỗ, phần mái hiên được chủ quán đặt tấm bê tông. Trước khi xảy ra sự việc, quán được chia sẻ trên mạng xã hội với khung cảnh bài trí khá bắt mắt. Sau sự cố, quán đã đóng cửa và thông báo tạm nghỉ. Được biết, chị Ti là giáo viên một trường cấp 2, chồng chị công tác trong quân đội. Sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương và đơn vị nơi chồng chị Ti làm việc đã đến thăm hỏi và động viên gia đình.